Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì Hoa sẽ chia sẻ cho các bạn những cái bí quyết giúp nhanh bong khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm tái tạo da tế bào gốc táo hay còn gọi là cái sản phẩm BHA các bạn nhé. Tại sao Hoa lại làm video này? Bởi vì thời gian vừa qua thì Hoa nhận thấy rất là nhiều các câu hỏi gửi về ở trên Facebook, ở trên Zalo, ở trên Fanpage và ở trên YouTube Phan Hoa Dr. Lacy. Rất là nhiều các bạn quan tâm về cái sản phẩm BHA và cái vấn đề nhiều nhất mà các bạn quan tâm đó chính là vấn đề bong da khi mà sử dụng cái sản phẩm này. Và như các bạn đều biết thì cái sản phẩm tái tạo da nó sẽ giúp cho da của chúng ta mờ sạm nám tàn nhang, mờ các cái vết thâm do mụn để lại và giúp hỗ trợ co nhỏ lỗ chân lông cũng như là giúp cái làn da của chúng ta tươi trẻ, mịn màng hơn. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào các cái yếu tố khi mà chúng ta sử dụng như thế nào để nó đạt cái hiệu quả cao nhất thì không phải ai cũng biết. Và ngày hôm nay thì Hoa sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái bí quyết sau. Thứ nhất đó chính là trước khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm BHA thì các bạn sẽ phải thải độc giúp cho Hoa từ 7 cho đến 10 ngày. Tại sao mà chúng ta cần phải thải độc? Bởi vì khi mà chúng ta thải độc ấy, thì chúng ta sẽ loại bỏ những cái cặn bã, những cái dầu thừa, những cái độc tố toxin hay là độc tố cọc ở trên bề mặt da. Để khi bong da nó sẽ, da của chúng ta sạch độc tố thì như vậy nó sẽ giữ được cái làn da đẹp lâu. Và chúng ta hoàn toàn chúng ta xông hơi trước khi sử dụng BHA để làm sao mà cái việc mà chúng ta bôi BHA nó sẽ thẩm thấu một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất các bạn nhé. Đấy, đó chính là trước khi sử dụng sản phẩm BHA. Và trong khi sử dụng cái sản phẩm BHA thì có một số những cái bí quyết sau. Đầu tiên đó chính là khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm BHA thì cái việc mà chúng ta bôi đều là các bạn lưu ý là các bạn bôi đều giúp cho Hoa nhé. Đấy, và cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta bôi xong rồi nhá, khi mà chúng ta bôi xong ấy thì chúng ta lưu ý là chúng ta massage thêm cho Hoa là 5 cho đến 15 phút. Đấy, chúng ta massage để mục đích như nào? Để mục đích thuốc nó sẽ thẩm thấu vào da, nó tránh cái trường hợp là bay hơi, bởi vì rất là nhiều bạn bôi xong để đấy thì nhiều khi nó bay hơi hết rồi thì nó đâu có thẩm thấu vào trong da, cho nên đó là một trong những lý do mà các bạn bị nâu bong là như vậy. Đấy. Và ngoài ra có những người thì chia sẻ là em chỉ có bôi 2 lần thôi trên một ngày. Bôi 2 lần thì thực sự là có một cái câu nói đó chính là không, tức là đủ lượng thì nó mới sinh ra chất. Cho nên cái việc mà số lần bôi ấy, thì các bạn lưu ý giúp cho Hoa, các bạn có thể điều chỉnh cái số lần bôi 3, 4 cho đến 5 lần. Ở đây sẽ tùy thuộc vào da dày, da mỏng. Cho nên hầu hết khi mà tư vấn ý, bản thân Hoa tư vấn cho tại thời điểm này thì hầu hết tất cả các ca tại hiện nay thì lên đến 100 ca tái tạo rồi và tất cả các ca đều gần như là 100% là thành công và được khách hàng đều rất là hài lòng. Thì cái vấn đề khi mà chúng ta cái số lần bôi ấy, thì các bạn có thể điều chỉnh 3, 4 cho đến 5 lần tùy vào cái da dày, da mỏng nhá. Và khi bôi xong là nhớ là massage cho Hoa thêm 5 cho đến 15 phút. Đấy. Và một điều lưu ý nữa đó chính là khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm BHA thì chúng ta kiêng nước giúp cho Hoa để làm sao mà kiêng nước, kiêng rửa mặt để làm sao mà cái quá trình bong da của chúng ta diễn ra nhanh hơn và khi bong da nó cũng sẽ đẹp hơn nhé mọi người nhé. Đấy. Và tiếp theo nữa là nếu trong cái trường hợp mà da của chúng ta nó rất là dày và nó nâu có cái hiện tượng thẩm thấu thuốc ấy, thì các bạn hoàn toàn là các bạn có thể sử dụng thêm cho Hoa đó chính là có thể là sử dụng cái màng bọc ni lông nhá, màng bọc thực phẩm ấy. Đấy, khi mà chúng ta bôi xong, chúng ta massage xong thì chúng ta hoàn toàn chúng ta ủ thêm ni lông thì cái quá trình bong nó cũng sẽ diễn ra nhanh hơn nhá. Đấy, đấy là một số những cái bí quyết để giúp mà khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm BHA nó sẽ nhanh bong hơn. Và các bạn lưu ý khi mà bong ra rồi thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta sẽ đắp cái mặt nạ. Đầu tiên thì chúng ta nên đắp cái mặt nạ thạch anh bột giúp cho Hoa. Tại sao mà chúng ta nên đắp cái mặt nạ thạch anh bột? Bởi vì có cái thành phần hoa cúc, nó sẽ an toàn và nó dịu da ngay tức thời cho tất cả các cái loại da. Khi đặc biệt là da sau khi tái tạo thì da của chúng ta hay mỏng hơn, yếu hơn so với bình thường, thì chúng ta sẽ sử dụng mặt nạ thạch anh bột cho Hoa thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả rất là cao trong cái việc phục hồi và làm trắng sáng da, đồng đều da nhé. Đấy. Và ai mà muốn căng bóng thì chúng ta sẽ sử dụng cho Hoa đó chính là mặt nạ glutathione, và đồng thời hàng ngày thì chúng ta sẽ cấp ẩm bằng toner cốt yến cũng như là chống nắng sinh học đầy đủ cho Hoa nhé. Đấy. Các bạn mà có câu hỏi gì thì gọi trực tiếp cho Hoa qua số điện thoại 0971035507 hoặc inbox qua Zalo 0909537868 nhé. Hoa sẽ giải đáp giúp các bạn.